The Matchup, Khoáng Chuyển Bất Ngờ, một chương trình thực tế hoàn toàn mới. Sự giao thoa giữa hai thế hệ. Mỗi cặp đôi một ẩn số. Chương trình Khoáng Chuyển Bất Ngờ bắt đầu phát sóng từ ngày 6 tháng 12 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mỗi chủ đề là một bữa tiệc âm nhạc đầy thú vị. Hãy đón chờ những màn khoáng chuyển bất ngờ cùng The Matchup.